Vì sao hai liên doanh không trúng gói thầu 35.000 tỷ sân bay Long Thành? Ngoài công bố đơn vị trúng thầu, ACV cũng thông tin về hai liên doanh nhà thầu trượt gói thầu gần 35.000 tỷ đồng nhà ga sân bay Long Thành. Tham gia đấu thầu gói thầu nhà ga sân bay Long Thành có 3 liên doanh gồm Hoa Lư, Viettel và CHEC BCEG Việt Nam Contractors. Trong đó, liên doanh nhà thầu Viettel vừa được công bố trúng gói thầu này. Trong thông báo trúng thầu đối với liên doanh Viettel, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cũng công bố lý do hai liên doanh nhà thầu còn lại bị trượt. Theo ACV, lý do liên doanh nhà thầu CHEC BCEG Việt Nam Contractors bị trượt thầu là do khi xem xét đánh giá các tài liệu bổ sung của nhà thầu cung cấp, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên doanh nhà thầu vẫn có 18 nhân sự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về năng lực kỹ thuật. Bên mời thầu đã xem xét toàn bộ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu. Kết quả xem xét cho thấy, phần đề xuất kỹ thuật của nhà thầu không đạt mức điểm tối thiểu cho các phần mục có quy định về điểm tối thiểu theo yêu cầu. Trong đó, hồ sơ thiết kế được phê duyệt hệ thống xử lý hành lý BHS là hệ thống thiết bị hàng không chính trong dây chuyền công nghệ nhà ga hành khách, một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến công suất khai thác vận hành của nhà ga. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hệ thống BHS của nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật, sai khác với giải pháp thiết kế của hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, theo ACV, nhà thầu Hoa Lư không đáp ứng một số loại thiết bị có thông số kỹ thuật, tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về độ phân giải, độ xuyên thép, tính năng hiệu chỉnh liên tục và tự động hoặc không có chứng nhận của TSA, Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ.